Xanh dựng tháng nó lên. Ừ. Chứ trong lúc bầu đâu có lên hả? Không có. Ừ. Nó cũng bình thường vậy đó, không có lên gì chứ. Vậy đó. Em dưới Cà Mau lên đây hả? Ừ, đúng rồi. À, xanh đứa đầu cũng lên, nó cũng lên đây làm nữa nè. Ừ. À, chị nhớ em rồi. Nhớ à. Đứa đầu tiên là nó lên nó nổi hết trơn cái mặt luôn đó. Rồi. Chị nhớ nó, em rồi. Nó còn nhiều hơn cái này nữa đó. Ờ, đợt đó lên làm được mấy buổi ta? Được 43 buổi á. Ừ. Chị nhớ em rồi. Này dạng cơ địa em rồi ha. Ừ. Bình thường nó không có nổi nhiều dữ gì đâu. Nó chừng 1-2 mục là dữ rồi. Do nội tiết đây. Ừ. Chị cũng mới sanh em bé nè. Yeah. Em bé chị được hơn 4 tháng rồi. Mà là chị thì nó ngược lại với em là lúc bầu là chị bị lên mụn dữ lắm. Em mới ăn đầy tháng ông nhỏ hôm qua luôn. Vậy hả? Mới ăn đầy tháng ông nhỏ hôm qua luôn. Cái như thuốc rồi đó mình lựa ngày đẹp á mình ăn. Ừ. Vậy đứa đầu con gái con trai ta? Trai. Đứa sau con trai luôn. Sao trai luôn 3 năm rồi. Nghĩ vậy đó. Khóa sổ rồi phải không? À, để lấy một mình đến đây tội nghiệp hai đứa cho nó vui. Ừ. Ba năm hai đứa rồi em. Đúng rồi, em mổ á. Ờ, à, em mổ hả? Ừ, mổ. Em sanh dưới dưới Cà Mau luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà em có lúc mà bầu có chăm sóc da hay gì không? Không, không bình thường vậy đó, không có gì chứ. Tại thấy không có mụn quá rồi không có làm. Hồi xưa nó còn nặng hơn cái này nữa chứ, nó đâu phải mà nó có mục mục mà nó gom lại gì đâu. Ừ. Nó viêm luôn mà. Em đó hình như bị gãy dưới cổ nữa mà đúng không? Cổ, chị nhớ mày mẹ. Cổ quay ngực luôn. Giờ nó cũng y chang vậy đó. Mà từ cái bụng tới giò thì không có. Có nhiều lên mặt hết. Là nhiều lên mặt hết vậy. Nhiều duyên nhé. Có cái mặt tiền không mà nó gì. Phụ nữ khổ ha. Sanh đẻ xong xưa rồi là tính đi nâng mũi rồi đó. Mà nó nói mình có bầu rồi thôi. Nó lỡ nó lên mụn nữa một cái rồi nâng rồi nặng ra quẩy mũi luôn. Dạ. Yeah. Vậy đợi sao chị hết mụn này đi nâng mũi cho đẹp. Còn ý định đó không? Chắc không. Không hả? Lên nó nặng quanh luôn. Nâng mũi cũng cũng lấy mụn được. Nhưng mà ý là mình biết cách lấy thì vẫn lấy được em. Nhẹ thôi hả? Ừ. Lấy được chứ. Chị lấy mụn cho mấy bạn mà nâng mũi ấy là nhưng mà phải sau 6 tháng thì mới lấy được. Không? Năm mấy mới dám đi làm đó chứ. Không mà mấy xanh này tao cũng không có làm đâu. Nhưng mà em tính cho cai sữa luôn hả? Không có. Chứ sao nãy em nói là hả, em cai sữa rồi gì đó. Em cai sữa không cho con bú nữa. Đến đi khám bệnh nếu mà bác sĩ kêu uống thuốc đó, thì đi cai sữa luôn. Tại vì em cũng có cho uống sữa bình kèm kèm theo vậy đó. Vậy đó hả? Hai đứa nào cũng vậy chứ á. Tại giao uống sữa bình kèm theo có nữa có đi đầu cũng dễ nữa. Ừ. Con em sanh được mấy ký? 3,5 ký. Vậy ngon rồi. Đứa đầu được 3,7 ký. Trời ơi. Này một rồi. Em có một rồi ở mũi này phải không? Có một. Mà cái gửi là thấy ông ốm rồi đó.
có canh năm con rồng đẻ không? Không, đúng đúng 3 năm rồi hạp tuổi rồi đẻ. Mà lúc em có bầu là em có xài sữa rửa mặt đồ gì không? Không. Không luôn hả? Ừ. Ý là mình sợ ảnh hưởng đến con hay sao mà không xài sữa rửa mặt luôn em. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, mắt em mà không có lên làm nữa là nó rỗ nát luôn á. Nó bị viêm rất nhiều luôn rồi nè. Mới đó mà 3 năm mà đẻ đứa hai là lẹ rồi chứ. À. Em ấy còn lâu nữa, cúng đỉnh chưa sanh đâu mà mẹ mới nói thôi sanh đi Sanh hạp. lần trăm lần luôn phải không? Nó hạp tuổi cũng đi sanh luôn mà cũng không có dự định sanh nữa, tự nhiên nó dính lên luôn à, dính rồi để đẻ luôn chứ. Duyên rồi, có duyên. Cục này của em bị viêm nè. Chứ hồi xưa đứa đầu cũng đâu có ý định là để ý đâu, tự nhiên cái dính không hay luôn mà. Vậy hả? Ừ. Trời, hồi đó còn tính đâu là mập, hồi đó em có 56 kg à, đó là mập dữ lắm luôn á, đi cái mà mập mập nghe bụng không à, cái này mua thuốc giảm cân rồi uống nha, đi tập thể dục rồi xanh đâu xanh sao này xanh nóng gan đây thì Rồi em lên đây, chồng em chở em lên hay em tự bắt xe lên? bắt xe lên. Dễ hả? Đi mấy lần rồi biết đường rồi, đâu cần chở lên chi nữa. Nó hồi xưa còn làm bên kia. Ừ. Đúng rồi, còn là bên đường cái trăm nhưng mà cũng gần đây. Cũng cũng ở quận Gò Vấp luôn. Nó lên là biết liền, lên mụn nào là biết liền, nó Ừ. ngứa dữ lắm luôn, Ngứa à? ngứa nhưng mà nổi mụn nào là biết liền. Cũng cứng á em.
đâu là không có không nổi luôn mà, ai về đâu cũng y chang như đó. Nhưng mà nó đỡ hơn hồi đó là nó không có bị viêm, đó là nó bị viêm nặng luôn. Này là mụn nội tiết gam xanh á. Xanh là cái gà xong phòng tiệt trùng á. Nó ngứa. Ngứa là nó nổi lên. Rồi nãy giờ em đợi chị là em đi đâu? Đi qua bên chợ cũ á, mua đồ bán á. À, mua đồ gì dưới bán hả? Không, mua đồ để trong quán á. Chứ bữa giờ là về em có rửa mặt, sửa mặt lại chưa? Có cái chai sữa mặt đó. Hay rửa mặt, sửa mặt. Chứ em rửa bằng nước không sạch đâu. Rửa bằng nước là không sạch được.